Hôm nay thầy sẽ chữa chúng ta cái đề dự đoán trúng tủ học kỳ 1, đề số 02. Đề cực chất luôn. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn các em vào đây ạ. Đây là những cái đề hóa cực chất. Toàn này các cái câu mà rất dễ có trong đề thi học kỳ. Câu số 1 ạ. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường thì X là chất lỏng. Úi dồi ôi. X là chất lỏng. Kim loại mà ở điều kiện thường là chất lỏng thì nó chỉ có thể là một anh thôi. Đấy là anh thủy ngân. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 2 ạ. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Thì anh chất béo ấy. Chất béo. Một mol chất béo. Thì khi mà thủy phân ấy, thì nó luôn luôn là cần 3 mol NaOH để sinh ra glycerol và muối. Vậy thì thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì mình luôn luôn thu được một mol glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta nó phải là đáp án C, một mol glycerol. Và ở câu này thì thầy biết rằng là có rất nhiều bạn bị nhầm và bị sai ở cái câu như thế này. Đúng không ạ? Nào câu số 3 ạ. Câu số 3 nào các em? Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Đây là những cái câu rất hay mà do thầy tuyển chọn, thầy lọc lại. Nếu mà các bạn đã làm cái đề này thì các bạn biết. Một cái đề cực kỳ hay, cực kỳ chuẩn. Đấy, cái đề này lừa lọc lắm. Đây là có bạn sai sai ngay câu 2 này này. Câu 3. Trông dễ vậy thôi nhưng mà là dễ sai các em ạ. Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím chuyển thành màu xanh ạ? Quỷ tím chuyển thành màu xanh thì nó phải có tính bazơ đúng không? Tính bazơ. Acid glutamic này có hai nhóm COH và chỉ có một nhóm NH2. Nó làm quỷ chuyển thành màu đỏ. Bỏ. Glycine thì nó có một nhóm COH và một nhóm NH2, nó làm quỷ không đổi màu. Ethinamine C2H5 NH2, nó làm quỷ chuyển thành máu xanh nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Còn anilin nhé, các bạn nhớ nhé. Anilin thì nó không làm quỷ đổi màu, các bạn nhớ chưa? Anilin thì không làm quỷ tím đổi màu nhá, các bạn nhớ chưa? Rồi, tiếp tục ạ. Câu tiếp theo. Câu số 4 ạ. Câu số 4 các bạn chọn đáp án gì nào? Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 3 đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta là đáp án C nhá. Ôi dồi ôi, nhiều bạn sai quá. Câu số 4 nào các em cùng comment đáp án câu số 4. Đây câu số 4 là câu trong phần đại cương kim loại đây. Câu này là câu phần dãy điện hóa đây. Lọc lừa lừa lọc đây. Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây? Thế thì sắt đẩy được đồng ra khỏi muối của nó này. Sắt tác dụng được với sắt 3. Sắt tác dụng với bạc cộng. Vậy ở đây sắt không phản ứng với magie cộng. Đúng không ạ? Sắt làm sao đẩy được magie? Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta câu 4 là đáp án B. Bỏ. Câu 5 à. Thủy phân STX có công thức là C4H8O2. Thầy biết nhé. Thầy biết có rất rất nhiều bạn bây giờ học sang vô cơ là quên sạch sẽ thằng STX. Quên sạch. Thế đi thi học kỳ toang luôn. Thủy phân STX có công thức phân tử C4H8O2 thu được anconitilic, tên gọi của X là. Thế thì bắt buộc anconitilic công thức nó là C2H5OH. Vậy bắt buộc cái anh X để của chúng ta nó phải có đuôi là COOCH5. COOCH5. Và anh này là C4. Bỏ đi 3 carbon phải còn C1. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là CH3 COOCH5. Hay khác nó là gì ạ? Etin acetat. Etin acetat. Nên đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. Etin acetat. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án D. Câu số 6 ạ. Ôi dồi ôi, câu 6 dễ thế. Các bạn comment xem đáp án câu số 6 đáp án gì ạ? Noel tới nơi rồi. Noel tới nơi rồi. Noel nghĩa là gì? Noel nghĩa là no em. No em có nghĩa là không có em. Chính vì vậy nên là không có em nên thầy Minh ở nhà live stream chữa đề cho các cháu. Cho các em. No em. Merry Christmas. Nhờ. Hay là Mary chịt mệt. Câu 6 á. Số nhóm amino NH2 trong phân tử glycine. Thì glycine của chúng ta thì nó chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH thôi. Và đề bài hỏi là số nhóm amino NH2 đây là có 1. Ok chưa?
Câu số 7 ạ. Este nào sau đây tác dụng dung dịch NaOH thu được natri acetat? Công thức của natri acetat là gì ạ? CH3COONa. Đúng không? Vậy thì để mà este tác dụng với NaOH mà thu được CH3COONa ấy, thì khi và chỉ khi este ta phải có dạng là CH3COOR. Và nhìn anh này loại, ý B loại này, ý C loại không có dạng vậy, ý D loại không có dạng vậy. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu số 8 ạ. Kim loại dẫn điện tốt nhất dễ chưa? À, thế nhân tiện là chuẩn bị đến Noel ấy. Thế bây giờ thầy đố các em biết nhé. Tại sao mà lại chỉ có ông già Noel mà lại không có bà già Noel không? Đố các em biết đấy. Tại sao lại chỉ có ông già Noel mà lại không có bà già Noel? Đố biết. Đố biết. Đứa nào comment đúng có quà luôn. Nhân tiện là comment luôn câu 8 nhá. Câu 8 cái loại dẫn điện tốt nhất là gì? Làm sao mà lại chỉ có ông già Noel mà lại không có bà già Noel nhỉ? Các em biết là sao? À, tại vì thế này này. Thường ấy là sao? Đàn ông tốt bụng. Đàn ông tốt bụng. Nên là ông già Noel là người ta thể hiện là những cái gì? Những người tốt bụng. Ví dụ như các em chắc chắn là đọc chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, đúng không? Thì ông lão là người tốt, còn bà lão mới độc ác, đúng không? Vì bà lão mới độc ác, mới đi xúi dục lấy nọ lấy kia, xin nọ xin kia. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy là luôn luôn có mụ phù thủy chứ không bao giờ có ông phù thủy, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Mụ phù thủy chứ không bao giờ có ông phù thủy. Đấy, các bạn thấy trong tất cả các chuyện nhé, mụ gì ghẻ độc ác chứ làm gì có ông gì ghẻ độc ác hay là ông bố dượng độc ác đâu. Đấy, thấy không? Bởi vì là gì ạ? Con gái là hay lừa lọc, hay độc ác, nên là những cái người tốt bụng là để cho con trai thôi nhá. Nên là chỉ có là ông già Noel chứ không có bà già Noel. Nào, chúng ta quay trở lại đây câu số 8 nhé. Bà già Noel chịu nhiệt kém. Cũng đúng, bà già Noel chịu nhiệt kém. Câu 8 ạ. Kim loại dẫn điện tốt nhất là, kim loại dẫn điện tốt nhất là gì? Thực ra chúng ta còn một cái cách lý giải khác nữa. Đó là gì nhỉ? Đó là trong một cái đêm Noel ấy, thì ông già Noel, ông ấy phải chạy vòng quanh trái đất để phát quà cho các cháu bé ngoan. Chính vì vậy nên là phải cần có một sức lực tốt, khỏe và độ dẻo dai tốt hơn. Nên là chỉ có ông già Noel mới làm được công việc nó như vậy. Còn phải trèo ống khói mà. Trèo vào nó đơn giản nhưng còn trèo ra nó rất là khó khăn. Đúng không ạ? Thế nên là chỉ có là ông già Noel thôi, chứ không có bà già Noel. À, ok chưa? Thôi mình quay trở lại bài học của mình nhá. Câu số 8 ạ. Kim loại dẫn điện tốt nhất là gì ạ? Kim loại dẫn điện tốt nhất là gì? Chúng ta phải nhớ nhá. Bạc, vàng, đúng không? Đồng, nhôm, sắt. Vậy anh kim loại dẫn điện tốt nhất đó là bạc. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ nhá. Kim loại dẫn điện tốt nhất của chúng ta đó là anh bạc. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok chưa? Câu số 9 ạ. Cellulose là thành phần chính để tạo nên lớp màng thực vật, bộ khung cây cối. Mỗi gốc C6H5OH trong phân tử cellulose có 3 nhóm. Câu này rất hay này, các bạn cũng comment đáp án xem. Câu này rất rất hay luôn. Và thầy biết rằng là trong quá trình thầy dạy rằng có rất nhiều bạn bị nhầm câu này. Nhiều lắm. Bao nhiêu năm dạy. Các em nhìn thấy nhá, cái đề này nhá là thầy tổng hợp từ tất cả những cái đề thi trung học phổ thông ra mà rất nhiều câu hay lừa lọc ở bên trong cái đề này. Và các em nhìn thấy là có những cái đề mà thầy trích từ những cái đề mà vừa mới thi luôn. Đấy, mới toanh. Nhá, mới toanh luôn. Đấy là công sức của thầy soạn đề cho các em đấy, để cho các em có những cái đề hay để chúng ta bị lừa trước đi, bị lừa với thầy trước đi để đi thi không bị lừa nữa. Nên là thầy sẽ rất là vui nếu mà tất cả các bạn và các em cùng chia sẻ lại buổi học này lại về tường. Và thầy còn rất là hạnh phúc nếu mà các em comment đáp án hoặc là tag tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đó là một cái lời động viên nhiệt tình nhất để thầy có thể cống hiến cho chúng ta những cái đề hay hơn, những cái bài hay hơn, những cái buổi live hay hơn. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Là câu số 9 ạ. Cellulose C6H10O5 ạ. Cellulose C6H10O5 là thành phần chính. Thế thì ở đây mình sẽ có là mỗi gốc
của C6H15 thì nó còn được viết dưới dạng như này nữa. Nó còn được viết dưới dạng là C6H7O2 OH tất cả 3 lần, tất cả N lần. Có nghĩa là nó sẽ có 3 nhóm OH trong phần tử. Đáp án đúng là đáp án C. Quá ngon lành. Câu số 10 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Câu số 10 này mà sử dụng skill của thầy dạy nhanh lắm. Mình sẽ có này, 3 gam này, H2N này, CH2 này, COOH này. Số mol ạ. Anh này nó là anh glycine nên phân tử khối của glycine là bằng 75. Nên ta sẽ tìm được số mol của glycine là bằng 3 chia 75 bằng 0,04. 0,04. Mà tác dụng hết với NaOH thì mình sẽ tạo thành là H2N CH2 COONa. Số mol cũng bằng 0,04. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng muối, đúng không ạ? Bằng 0,04 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 22 bằng 3,88 gam. 3,88 gam. Vậy câu 10 đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án A. Ok chưa? Câu số 11 ạ. Câu 11 nào các em. Chất nào dưới đây có 40% đồng tan? Ôi dồi ôi, câu này hay dã man luôn. Câu này dễ sợ luôn. Câu này thầy cũng đã hỏi ở trên fanpage. Bài này là bài hỏi ở trên fanpage mà rất nhiều bạn like. Hiện tại bây giờ là 50.000 bạn like. Chất nào sau đây có tới 40% glucose? Chất nào sau đây có chứa tới 40% trong mật ong? Thì chứa tới 40% mật ong là đường mật ong, đúng không? Nó là fructose. Còn glucose nó chỉ là 30% trong mật ong thôi các em nhé. 30% trong mật ong là glucose, 40% trong mật ong là fructose. Các bạn đừng quên cái số liệu này, đúng không ạ? Câu 12. Kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất? Thế thì theo dãy điện hóa thôi. Khi nào 3 cần. Như thầy biết là tất cả các bạn và các em đều đang, tất cả các bạn học sinh lớp 12 khi học sang phần vô cơ đều rất sợ điện hóa. Chính vì vậy nên là thầy chia dạng cái phần điện hóa của thầy cho lớp off cũng như là cho tất cả các bạn trên khóa live VIP của thầy là phần điện hóa thầy đến tận 6 kiểu. Phần lý thuyết thầy dạy cực kỳ kỹ. Thế nên là tất cả các bạn lớp off là học mới buổi hôm nay thôi là học xong rồi. Thì là các bạn ấy thấy rằng là có những cái bạn mà không biết gì về vô cơ thì hôm nay đã làm được bài. Thế còn lại lớp online của thầy, lớp live VIP của thầy thì là sang tuần tới, sang cuối tuần này là các bạn ấy học luôn sang cái bài dạy điện hóa. Và những cái bạn nào mà muốn học dạy điện hóa theo mức kỹ càng nhất và hiểu sâu nhất để ứng dụng để giải cho Trung học phổ thông quốc gia thì nhớ inbox cho fanpage của thầy để đăng ký vào học nha. Nào, vậy quay trở lại câu số 12. Kim loại nào sau đây có độ có tính khử mạnh nhất? Đây là câu dễ dàng nhất với phần điện hóa. Thì chúng ta theo cái chuỗi đó, khi nào ba cần mua. Vậy thì kim loại mà tính khử mạnh nhất đó là gì? Kali. Bê bỏ. Câu 13. Nhỏ vài giọt brom vào ống nghiệm đựng 20 lít dung dịch chất X, lắc nhẹ và thấy có kết tủa trắng. Có nghĩa là ở đây đề bài muốn nói chúng ta ở cái câu 13 này là chất nào tạo kết tủa trắng với anh brom, đúng không? Ethanol chắc chắn là không rồi. Glycerol cũng không rồi. Axit acetic càng không. Vậy chất mà tạo kết tủa trắng với brom ấy nó chỉ có thể là anh anilin. Đáp án đúng là đáp án C. Anilin. Câu 14. Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc? Ui ôi. Câu 14 này mới khó này. Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc? Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc? Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc thì nó là ấy. Tinh bột, chắc chắn rồi. Ngũ cốc thì thành phần chính là tinh bột rồi. Được chưa? Câu 15 ạ. Câu 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu 15 ạ. Úi. Câu 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng ạ. Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. Vì valin có làm quỳ tím chuyển thành màu hồng không các em? Valin chắc chắn là không rồi. Đúng không? Bởi vì valin chúng ta có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Nên nó không bao giờ làm quỳ tím chuyển thành màu hồng mà nó chỉ làm quỳ tím không đổi màu. Amino acid có tính chất lưỡng tính.
Cái câu này thì mới hỏi xong đấy ạ. Amino acid có tính chất lưỡng tính là hoàn toàn chính xác. Bởi vì làm sao? Bởi vì anh amino acid thì có một nhóm CH và một nhóm NH2, nên chắc chắn có tính lưỡng tính. Dung dịch protein thì có phản ứng màu biore, chính xác. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác Bazer, chính xác. Vậy sai là câu 16 lại bị mất. Các bạn đợi thêm một chút xíu. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch? Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch H2O3 đặc nguội? Thế thì chúng ta cần nhớ cho thầy cái gì ạ? Phải phải ăn crust, crust đúng không? Phải ăn crust. Vậy thì kim loại thụ động nó sẽ là nhôm, nó sẽ là chrome. Đúng chưa? Kim loại mà phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch H2O3 đặc nguội, phản ứng được với FeS4 là kim loại phải mạnh hơn FeS4 thôi. Vậy trong này nó chỉ có thể là magie mà thôi. Câu 16, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. 17 ạ, đồng thì không thể nào tác dụng được với FeS4 được, đúng không? 17, phát biểu nào sau đây là đúng? 17 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bắt đầu đến những cái câu nó hơi hơi gọi là thuộc dạng là lác lác rồi đấy, hơi hơi mệt mệt rồi đấy. Nào các bạn cũng comment đáp án cho thầy xem nào. Câu 17, phát biểu nào sau đây là đúng? Amylopectin. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, chính xác. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh, sai. Cellulose làm sao phân nhánh được? Sắc thuộc loại monosaccharide, sai tiếp. Sắc là thuộc loại disaccharide. Glucose bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, sai. Glucose bị oxy hóa. À đúng. Glucose AgNO3 trong NH3 đóng vai trò là chất oxy hóa. Glucose đóng vai trò là chất khử thì glucose phải là bị oxy hóa. Vậy phát biểu đúng là A. A là chính xác. 18. Trong các ion sau, ion nào có tính ion xóa mạnh nhất? Ion có tính ion xóa mạnh nhất là ion đứng cuối cùng. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa vàng? Á phi ion. Đa số các bạn sẽ chọn bạc. Là toang. Là toang. Các vốn dĩ chúng ta vẫn hay học đến bạc nên chúng ta thường hay chọn bạc. Nhưng ở bài này có vàng thì lại phải chọn vàng cơ. Có vàng thì lại phải chọn vàng cơ. Các bạn rất hay bị lừa lọc kiểu kiểu vậy, nên là sai, nó rất là nhục. Câu 19. Câu 19 ạ. Khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt thường sinh ra khí X. Khí X không màu, có mùi hắc, độc, nặng hơn không khí. Chú ý nha, không màu. Hắc. Độc, CH4 không độc, oxy không độc, nitơ không độc, vậy chỉ có SO2. Câu 19 chúng ta đáp án đúng là đáp án này. Câu 20 ạ. 20 sử dụng skill giải nhá. 20 sử dụng skill giải luôn này. Nhìn này. 7,5. Vậy suy ra luôn nó là glycine. Đấy chưa? Công thức glycine CH2N CH2 COH không cần quan tâm bọn cuối luôn. Bởi vì mình thuộc gly 75, ala 89, valin 117, acid glu 147, lysin 146. Được chưa? Vậy số nguyên tử hydro trong phân tử X là 2, 4, 5, 5 nguyên tử hydro. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 21 ạ. Cho các chất, số chất tham gia phản ứng tráng bạc. Nào các bạn làm cho thầy xem là có bao nhiêu chất tham gia phản ứng tráng bạc. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu chất tham gia phản ứng tráng bạc ạ? Đếm nhanh. Thế thì đầu tiên mình phải nắm được là điều kiện để tráng bạc là gì. Thì điều kiện để tráng bạc là nó phải có nhóm CH2, đúng không? Vậy tinh bột là không thể này, sen không này, sắc không này, glucose là 1, fructose là 2. Fructose không có CH2 nhưng trong môi trường kiềm thì fructose chuyển hóa thành glu nên nó cũng tráng bạc. Vậy ở đây mình chỉ có hai anh tráng bạc thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 22. Thủy phân 1 triglyceride X, vậy nó là chất béo này, bằng dung dịch nào hấp thu hỗn hợp gồm muối natri oleat. Natri oleat thầy đặt nó là số 1, gốc đấy đặt là số 1. Được chưa? Natri stearat thầy đặt gốc này là số 2. Ok không? Đấy thì là thầy có một gốc là gốc số 1 và một gốc là gốc số 2. Ok chưa? Rồi. Vậy này, tiếp tục này, các em chú ý này. Thế mà tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 2, có nghĩa là mình chỉ có một gốc 1.
và 2 gốc 2. Vậy mình xếp thôi. 1 2 2 2 1 2 chứ còn 2 2 1 thì bị trùng nên bỏ. Vậy chúng ta có 2 triglyceride thỏa mãn điều kiện trên. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Hai chọn A nhá, chỉ có 2 thôi. Câu 23. Cho các chất, số chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch. Anidin là không phản ứng rồi. Bởi vì anidin có tính bazơ nên không phản ứng. Phenin amoni clorua C6H5NH3Cl. Anh này có phản ứng bởi vì nó tác dụng với NaOH. Anh này là muối được tạo bởi từ bazơ yếu và axit mạnh nên nó có tính axit. Nên tác dụng với NaOH nó tạo thành C6H5NH2 cộng NaCl cộng H2O. Nhá, có. Anilin. Anilin thì không phản ứng nhưng alanin thì có nhóm COH nên có phản ứng. Gliala nó có liên kết NHCO nên có phản ứng. Vậy tổng cộng mình sẽ có 3 anh phản ứng vượt với NaOH trong dung dịch. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Úi dồi ôi, câu 24 này mới hay này. 24 này mới đẳng cấp lừa lọc này. 24 để ối bạn nhìn thấy không làm được. Đây các bạn quan sát nha. Hỗn hợp X của thầy, cùng quan sát thầy chữa bằng skill của thầy này. Hỗn hợp X của thầy gồm glucose C6H12O6 và cellulose C6H10O5. Tất cả n lần. Thực ra cả cái đề thi học kỳ nó không thể nào mà khó bằng cái đề này của thầy ra được. Bởi vì là cái đề này là thầy chọn lọc, thầy tuyển chọn những câu lừa lọc, thầy cho vào đây nhá. Nên các bạn điểm thấp của đề này thì điểm mà dưới 5 của đề này mới gọi là thấp thôi, chứ trên 5 là ok rồi. Nhưng thực ra những bạn học thầy thì thầy yêu cầu phải được 8 điểm đề này. Những bạn nào học thầy nó hơi lú tí nhưng mà mình luôn luôn phải đặt mình vào thử thách chứ các em. Thử thách thì mới trở thành anh hùng, thử thách thì mới trở thành thành công được. Đúng không ạ? À, đây ạ, khi đốt cháy thì mình sẽ thu được CO2 và H2O. Mình có N của CO2 trừ đi N của H2O thì bằng 0,01. Và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định số gốc glucose trong phân tử cellulose trên. Thế chúng ta lưu ý này. Với anh glucose mình nhìn thấy nó có dạng là CnH2nOX. Cái dạng này cháy thì luôn luôn cho NCO2 bằng N nước. Nhá, nên không quan tâm. Được chưa? Thế còn lại cái anh cellulose này nó có dạng này CnH2n-2OX, đúng không ạ? Thì cái dạng này cháy này thì luôn luôn có NCO2 trừ N nước chính bằng N của số gốc C6H10O5. Hay chính là số gốc của glucose trong phân tử cellulose. Đây là số mol gốc. Thế vậy hoàn toàn mình tìm được số gốc. Nó bằng là số mol 0,01 nhân với hằng số Avogadro 6,023 nhân 10 mũ 23. Tại vì tại sao lại có cái số hằng số Avogadro này? Chính là số hạt nằm bên trong một mol chất đó. Trong một mol C6H10O5 tất cả n lần thì nó sẽ có 6,023 nhân 10 mũ 23. Đúng không? Cái mắt xích glucose. Vậy đây là 0,01 mol thì có bao nhiêu mắt xích? Đúng không? Đấy thì nó sẽ có là bằng 6,023 nhân 10 mũ 21. Hay nói khác chính là gì ạ? 6,02 nhân 10 mũ 21. Đáp án đúng chúng ta câu 24 đáp án B. Thì tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 24 đáp án B nhá. Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Alanin là hợp chất có tính lượng tính. Đúng luôn. Quá đúng luôn. Alanin chúng ta có một nhóm COH, một nhóm NH2 nên nó có tính lượng tính. Ui dồi, câu 26 này mới hay này. Câu 26 này mới hay này. Câu 26 này mới nhiều bạn bị toang này. 26 này mới nhiều bạn bị sai này. Thực ra có nhiều bạn không giải được ý. 26 á. Hỗn hợp gồm, các bạn cùng nom thầy xử lý nha. CH3COO C2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được dung dịch chứa m gam muối. Vậy muối chúng ta là CH3COONa đúng không các em? Và sản phẩm là CH5OH, NH3 và H2O. Nhưng đề bài chỉ hỏi m gam muối, chính là chỉ hỏi này. Mà số mol NaOH phản ứng là bằng 1 x 0,2 thì bằng 0,2 mol.
Vậy ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Bảo toàn nguyên tố natri, mình có số mol của NaOH chính bằng số mol của CH3COONa đều bằng 0,2. Vậy tới đây mình tìm được mờ muối bằng 0,2 nhân 82, 16,4 gam. 16,4 gam, đáp án đúng là đáp án C, 16,4 gam. Ok chưa? 16,4 gam ạ. Xịn nha, xịn nha. Câu 27 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? 27. Phát biểu nào sau đây là đúng? Glycine là hợp chất có tính lưỡng tính. Chính xác. Ui đúng luôn. Bởi vì glycine nó chỉ có một nhóm CH và một nhóm N2 nên nó có tính lưỡng tính. Quá xịn luôn ạ. Câu 28 ạ. Xà phòng hóa 17,8 gram một chất béo X. Chất béo X. Cần vừa đủ dung dịch NaOH. Số mol NaOH là bằng 0,06 mol. Cô cạn thu được muối khan cộng với glycerol 3NaOH. Thế có phải là từ như này thì mình sẽ suy được số mol glycerol không ạ? Số mol glycerol chúng ta sẽ bằng là 0,06 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,02. 0,06 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,02, đúng không? Thế thì 0,02 thì là câu chuyện nó đơn giản rồi các em. Không ai mà một câu chuyện cực kỳ đơn giản luôn. Mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Khối lượng chất béo mình đã biết rồi nhá, 17,8 gram. Cộng với khối lượng NaOH là bằng 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng của muối. Cộng với khối lượng glycerol là bằng 0,02 nhân 92. Vậy mình tìm được mờ muối. 17,8 cộng 0,06 nhân 40 trừ 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gram ạ. 18,36 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. B, bỏ 18,36. Câu 29. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Câu 29 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Không sinh ra đơn chất. Các bạn lưu ý nha, không sinh ra đơn chất. Cho CaCO3 vào lượng dư HCl thì mình sẽ thu được CaCl2 cộng CO2 cộng H2O không có đơn chất. Đồng vào AgNO3 trong NH3 thì thu được đồng 2 cộng cộng bạc có đơn chất. Ở thằng A không có đơn chất là phải chọn. Nhưng mình cứ làm nốt đi xem nào. Kẽm vào COS4 thì thu được ZN2 cộng cộng Cu không, có thu được đơn chất. Magie và HCl thu được MgCl2 cộng H2 có đơn chất. Vậy câu 29 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu 30 này mới lừa lọc đây này. Câu 30 này mới nhiều bạn làm sai này. Câu 30 không khó. Nhưng mà lại rất nhiều bạn làm sai. Không tin bạn làm thử mà xem. Và những bạn nào mà sai rồi câu 30 thì nhìn vào đây nó thấy chưa? Thủy phân hoàn toàn mờ gam sắc carozơ. Thì thủy phân mình sẽ thu được glu và fluoruc. Dung dịch X chia thành hai phần. Chia thành hai phần, phần 1. Dung dịch X gồm glu và fluoruc. Làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 16 gram brom. Số mol brom bằng 16 chia 160 là 0,1. Thì số mol brom chính bằng số mol glucose chứ fluoruc không làm mất màu brom. 0,1 mol glu. Thì do là xác thủy phân ra glu và fluoruc như nhau nên số mol glu bằng số mol fluoruc cũng bằng 0,1. Phần 2. Cả glu và fluoruc cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư. Thu được bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 86,4 chia cho 108 thì bằng 0,8 mol. Được chưa? Thực ra về mặt bản chất glu và fluoruc chính là C6H12O6. Và một anh này thì cho mình hai hàng bạc nên mình tìm được số mol của C6H12O6 bằng 0,4. Do số mol glu bằng số mol fluoruc nên số mol glu lúc này bằng 0,2 và số mol fluoruc bằng 0,2.
Nhiều bạn thấy sự vô lý. Nhưng bạn chú ý ạ, đây là chia thành hai phần để bài không nói chúng ta là bằng nhau hay không bằng nhau. Nên câu chuyện đó bình thường. Phần 1 hay phần 2 đấy như nào cũng được. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình đi bảo toàn GLU. Đây 0,2, đây 0,1. Vậy tổng số mol GLU là 0,3. Vậy ngay tức mình suy ngược lại được số mol xác cũng bằng 0,3. Đây là bài tập không hiệu suất. Vậy số mol xác bằng 0,3 thì mình chỉ cần lấy 0,3 nhân 342 bằng 102,6 gram. Đấy. Thế thì cái câu 30 này các bạn bị sai đa số là các bạn tưởng nhầm rằng hai phần này bằng nhau và các bạn giải mãi nó sinh ra đáp án, hoặc các bạn bấm là đáp án nhiều. Đấy, thì đấy là cái lỗi sai ở cái câu số 30. Các bạn chú ý nhá, để đừng bao giờ bị lừa. Câu 31 ạ. 31 của câu rất hay, tiếp tục. Đã bảo thầy đề này thì tuyển toàn câu hay thôi ạ. Toàn câu chất luôn. STX có công thức phân tử là C8H8O2. Cho ý tác dụng là AH thu được sản phẩm của hai muối. Từ này từ chốt này, sản phẩm hai muối khi và chỉ khi nó là este của phenol các em ạ. Este của phenol. Hay nói cách khác là tương tự là C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân este của phenol. Vậy mình sẽ có anh đầu tiên này. CH3 COO C6H5 một anh. HCOO C6H4 CH3. Hai đứa nào mà bạn nào mà chỉ nhìn này thì chỉ nhìn có hai anh. Nhưng bạn ấy quên mất một điều rằng đây là vòng benzen. Đây là đầu HCOO và nó chia cái vòng này ra qua trục đối xứng. Nên CH3 phải đính ở vị trí octo, vị trí beta và vị trí para, nên chính này có ba anh đồng phân cộng với một anh đồng phân cấu tạo. Tổng cộng ta sẽ có là 3 cộng 1 bằng 4 đồng phân. 31 đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án C. Các bạn nhớ chưa? Đừng để bị lừa ở những câu này nhá. Đây thì chỉ nhắc lại những cái câu mà các em đã từng bị lừa thôi. Nhất là những bạn đã học offline hay là online của thầy thì đây là những câu mà thầy nhắc lại thôi, chứ còn các bạn đã làm rồi, nhắc lại để nhớ đấy, để không bao giờ bị sai. Câu 32. Để tác dụng hết với amon triolein C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 cần vừa đủ brom 0,6. Thế ta lưu ý này. Tác dụng brom là liên quan đến lại nối đôi CC. Thì trong cái gốc C17H33 này có một nối đôi CC này. Vậy nhân 3 lần lên thì nó sẽ có 3 nối đôi CC. Chứ còn nối đôi CO là không có tác dụng. Vậy đây nó sẽ là 3. 0,6 nhân 1 chia 3 bằng 0,2. Đấy chưa? Vậy số mol triolein bằng 0,2. Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án D. Em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án D. Câu 33. Một câu rất rất hay, tiếp tục ạ. Câu 33. Cho một mol chất X. Cho một mol chất X C9H8O4 chứa vòng benzen, tác dụng hết với NaOH dư, thu được hai mol chất Y, một mol chất Z và một mol nước. Do có một mol nước này, đề bài nó chứa vòng benzen này, vì vậy nên suy ra X nó phải chứa este của phenol. Đấy, chứa este phenol. Ok chưa? Ok chưa? Chất Z tác dụng được với H4 loãng. Z cộng với H2SO4 loãng thu chất T. Vậy điều này tương đương với Z nó sẽ là muối. Đúng chưa? Z lại là muối. Z là muối mà X lại chứa este của phenol, mà lại ra được hai lần Y. Giả sử như thằng Y này chứa vòng benzen đi. Đúng không? Thì nó là 6 x 2 là 12 rồi, mà đây có 9 carbon thôi. Bỏ. Vì vậy nên chắc chắn bắt buộc thằng Z này phải chứa vòng benzen. Chứa vòng benzen mà là este của phenol thì anh này nó phải là gì ạ? C6H4 này. ONA này. Đúng chưa? 9 carbon mà trừ đi 6 carbon ở đây. 9 carbon trừ 6 carbon thì còn 3 carbon, thì 3 carbon không bao giờ chia 2 được. Mà để mà chia hết cho 2 thì chỉ có thể 2 carbon thôi, nên chắc chắn bên trong anh Z này phải có một carbon nữa. Đúng không ạ? HOCH2 nữa.
Vậy mình đã hoàn thiện được anh Z. Và anh Z này tác dụng ra được anh T thì anh T chỉ có thể là HO, CH2, C6, H4, OH. Đấy là anh T. Được chưa? Vậy nhận định này, T tác dụng với NaOH thì điện mol 1,2 là sai lẻ. Bởi vì T này chỉ có một nhóm OH đính vào vòng benzen thôi, nên chỉ có một nhóm OH này là nó có tính axit thôi, nên nó tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 chứ phải 1:2. Sai luôn. Sai là. Thế còn ngay tức mình sẽ suy được thằng Y, bởi vì là 9 carbon này trừ đi 7 carbon thì còn 2, 2 chia 2 1, vậy Y chắc chắn chỉ có thể là HCOONa. Nên anh Y này trắng bạc là hoàn toàn chính xác. Chất Z có hai nguyên tử oxy. Đây, chất Z có hai nguyên tử oxy chúng ta nhìn thấy, chính xác. X tác dụng NaOH tỷ lệ mol 1:3. Vậy đến đây mình ghép được thằng X. HCOO này, CH2 này, C6H4 này, OOCH này, đúng 1:3 luôn. Anh này ăn 2 này, cái chỗ này ăn 1, đúng là 3. Vậy câu A3 phát biểu sai chúng ta đó là ai? Nhá, chất T thì tác dụng với NaOH thì tỷ lệ mol 1:2 là sai. 1:1 ạ. Đấy, câu này chất lừ luôn đúng không em? Chất lừ, những cái câu thế nó chất lắm. Câu 34 ạ. Câu 34 ạ. Đề thi thử Vĩnh Phúc. Đây cũng là một câu rất hay sử dụng skill của thầy. Nếu mà không có skill của thầy thì câu này các em sẽ bị lừa lọc giải rất là mệt mỏi. Các bạn quan sát nha. Thầy dùng skill. Hỗn hợp A gồm Ala 0,1, Gly 0,15, tác dụng với NaOH 1 x 0,3 bằng 0,3, thu được dung dịch X. Thầy coi luôn dung dịch của thầy gồm Ala 0,1, Gly 0,15, NaOH 0,3 như chưa hề có cuộc phản ứng gì xảy ra luôn. Coi hỗn hợp này luôn. Bây giờ cho tác dụng vừa đủ với HCl, đủ thì thu được Ala HCl vẫn là 0,1, Gly HCl vẫn là 0,15 và NaCl là 0,3. Và đề bài hỏi mg muối thì đây chính là khối lượng của muối. Bấm máy tính nữa là sao? Nhanh không các em? 0,1 nhân bằng mẫu đơn 89 cộng 35,5 36,5 cộng với 0,15 nhân bằng mẫu đơn 75 cộng 36,5 cộng với 0,3 nhân bằng mẫu đơn 23 cộng 35,5 bằng 46,825 gram ạ. 46,825 gram. Này các bạn thấy không? Skill của thầy dã man không? Và tất cả những bạn offline cũng như là live VIP của thầy, S1 của thầy, học những cái skill kinh điển và bá đạo như này. Mình sang câu số 35 ạ. Mình sang câu số 35 ạ. Được chưa? Thế thì câu 35 này thì mình sẽ thấy thế này. MgCl2 cộng BaOH 2 lần tạo thành Y cộng T thì có phải là nó tạo thành MgOH 2 lần? Là kết tủa cộng BaCl2. Thế thì hoặc Y và T là một trong hàng này. Đúng không? Có nghĩa là T, thằng T này hoặc là MgOH 2 lần hoặc là BaCl2. Ok không? Đấy là thằng T. Thế thì chúng ta nhìn ạ. Bây giờ đề bài hỏi thằng T đây. T thỏa mãn thằng nào? Thế T mà là NaCl có thỏa mãn không? Không phải là một trong hàng này loại. Đây T BaCl được. Đây T HCl loại luôn, không phải một trong hàng này. HCl loại luôn, không phải một trong hàng này. Vậy chỉ có thể là bế. Một phát trúng luôn đúng không em? Làm mấy cái này mình có mẹo. Đúng không ạ? Mình phải lừa lọc. Nó lừa mình phải lừa lại. Các bạn hiểu không nhỉ? Này đều làm phải có chiêu hết. Câu 36 á. Xịn chưa? Nếu bạn thấy xịn chấm một cái nhá. Lên m gam tinh bột thành ancol ethylic tinh bột C6H10O5, vứt n đi. Hiệu suất 81%, 0,81. Thu được 2 lần CO2 cộng 2 lần thằng CH5H. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch CaOH 2 lần. CO2 sinh ra hấp thụ vào BaOH 2 lần. Thu được kết tủa BaCO3 29,55
chia 197 bằng 0,15. Lọc kết tủa, đun nóng và dung dịch thu được kết tủa nữa, vậy chắc chắn dung dịch chúng ta là BaHCO3 hai lần. Đun nóng lên thì lại thu được kết tủa nữa, BaCO3 cộng CO2 cộng H2O. Số mol kết tủa nữa là 19,7 chia cho 197 thì bằng 0,1. Hôm nay không thấy bạn nào kêu đề dễ nữa nhỉ. Chim sẻ cắt tiếng gáy rồi. Này không thấy bạn nào gáy nữa. 0,1. Vậy suy ra số mol BaHCO3 hai lần bằng 0,1. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,1 nhân 2 là bằng 0,2 cộng 0,15. 0,1 nhân 2 cộng 0,15 bằng 0,35. Số mol CO2 bằng 0,35 thì mình suy ngược lại được số mol của C6H5, 0,35 nhân 1 chia 2 chia cho 0,81, thuận nhân nghịch chia. Đấy, phải sử dụng các skill của thầy Thành thật thành thục. Chia 0,81 bằng nhân 1,62 bằng 35. Đấy chưa? Vậy giá trị của M của chúng ta là bằng 35. Ok chưa? 35 ạ. Thì đúng rồi mà, đề này có thể nó dã man lắm. 35 các em nhá. Ok chưa? Xịn chưa? Thực ra là có phải là do thầy ra đâu, đây là thầy chỉ tuyển chọn những câu lừa thôi. Thầy chỉ tuyển chọn thôi mà, có phải thầy ra đâu, đúng không các em? Câu 37, thôi từ nay cố gắng mà chăm học thầy vào nhá, để không bị lừa nhá. Câu 37, cho các thí nghiệm sau, số nghiệm sinh ra chất khí. E3424 đọc nóng, anh này mới là dương 8/3 thôi này. Anh này mới là dương 8/3, còn lên được, còn lên dương 3 được, nên chắc chắn sinh ra khí SO2. AlCO3 vào dung dịch NaOH không sinh ra khí mà tạo nên kết tủa AlOH 3 lần. HCl vào NaHCO3 thì sinh ra khí CO2. Đúng. Đồng H3 đặc nóng thì sinh ra khí NO2. NH4 cộng cộng OH trừ tạo thành NH3. Vậy mình sẽ có số thí nghiệm sinh ra chất khí là 1,2,3,4,4A. Xịn chưa? 38 nè. 38 thì hướng dẫn chúng ta một phương pháp quy đổi cực xịn với cách giải cực nhanh của thầy. Các bạn quan sát nhá. Xà phòng hóa an toàn M gam hỗn hợp E gồm các triglycerid bằng dung dịch NaOH. E gồm các triglycerid bằng dung dịch NaOH. Thì thu được glycerol C3H8O3 và hỗn hợp X gồm 3 muối C17HXCONA C15H31CONA C17HYCONA. Tỷ lệ mol tương ứng là 3 chia 4 chia 5. Vậy thầy đặt anh này là 3A thì anh này là 4A thì anh này là 5A, đúng không em? Ok nhá. Thế thì ngay lập tức tại đây, tại địa điểm này, thầy có thể đi bảo toàn natri để thầy tìm được số mol NaOH, toàn bộ số mol NaOH chui hết vào trong này. 3 cộng 4A cộng 5A. 3 cộng 4 cộng 5 bằng 12A. Mà có phải là số mol NaOH thì gấp 3 lần số mol glycerol không ạ? Vậy 12 chia 3 thì bằng số mol glycerol bằng 4A. Và số mol glycerol chính là số mol của triglycerid 4A. Được chưa ạ? Vậy hoàn toàn tới đây thầy sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình trong E sẽ bằng bảo toàn carbon này. 17 cộng 1 là 18 nhân 3 cộng với 15 cộng 1 là 16 nhân 4A cộng với 17 cộng 1 là 18, 18 nhân 5A cộng với 3 nhân 4A, tất cả chia 4A thì bằng 18 nhân 3 cộng 16 nhân 4 cộng 18 nhân 5 cộng 3 nhân 4 bằng chia 4 bằng 55A. Đấy, carbon trung bình là 55A.
Đề bài lại nói chúng ta là hydro hóa hoàn toàn M gam E thì thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Thế thì bây giờ câu chuyện này bây giờ thầy quy đổi đi. Thầy quy đổi hỗn hợp E này của thầy về. Quy đổi hỗn hợp E về. Về những anh sau. Xem nào, bây giờ nên quy đổi về về những anh nào đây. Đấy, khó lắm đấy các em ạ. Khó, khó, cực kỳ khó. Mà sau đó đốt cháy hoàn toàn E thì cần 6,14 mol oxy. Thế vậy thì quy đổi về axit đi. Giờ thì quy đổi E về là glycerol này, C3H8O3 là biết rồi, 4A. Nên nó giữ nguyên. Axit căn bản nhất đi, HCOO đi, H đi. Đúng không? Thì nó chính bằng số mol gốc axit ở đây. 3 cộng 4A cộng 5A. Đúng không? Chính là bằng số mol NaOH đấy, 12A. Và CH2. CH2. Và H2 nữa. Đấy, thiếu chỗ rồi. Thế thì CH2 bằng bao nhiêu thì mình bảo toàn carbon. Carbon trung bình hỗn hợp E bằng 55A cơ mà. Đúng không? Vậy CH2 này là 55 trừ đi 3 nhân 14 này. Trừ đi 3 nhân 14 trừ đi 12A. Vậy đây bằng 55 trừ đi 3 nhân 14. Ta đâu bảo bảo toàn carbon chưa? Thì đây sẽ là 55 nhân 4A. Trừ đi 3 nhân 14 trừ đi 12. 4 nhân 55 trừ 3 nhân 14 trừ đi 12. Đây, 3 nhân 14A. 3 nhân 4A chứ, sao lại 14? Bởi vì đây có 3, đây là 4A thôi. 4 nhân 55 trừ 3 nhân 4. Nhân 4 trừ 12 bằng 196. Wow, 196 nhóm CH2 để từ từ thành bảo toàn là carbon cho đúng không? À, 55, đúng rồi, carbon trung bình là 55 mà lên nhân 4, đúng rồi. 196 à. Hydro. Hydro 68,96 gam hỗn hợp Y. Thì hydro đây là B. Không biết được, chịu thật. Đúng không? Bây giờ thì bài nói là hydro hóa M gam E thì thu được 68,96. Có nghĩa là E này cộng với là hydro. Thì bởi vì hydro là thể hiện cho số liên kết pi. Thì khi mà cộng với hydro này có nghĩa là cái thằng này biến mất. Vậy nó vẫn giữ nguyên là C3H8O3 4A này. HCOOH 12A này. Và CH2 là 196A. Với khối lượng ở đây là bằng 68,96 g. Khối lượng đây bằng 68,96 g. Thế giải này thôi. Suy ra này, mình sẽ có này. 92 nhân 4A cộng với anh này là 45, 46 nhân 12A cộng với 196A nhân 14 thì bằng 68,96. Bằng 68,96. Vậy mình sẽ có 68,96 chia cho mạng của đơn 92 nhân 4 cộng 46 nhân 12 cộng 196 nhân 14 bằng. Ui lẻ quá. Thầy bị lỗi đâu rồi? Thầy bị lỗi đâu đó rồi? Chắc chắn bị lỗi đâu rồi? Chắc là bị lỗi ở đoạn tính toán nào rồi? Các bạn đợi thầy một tí xíu để thầy đi dò lại cái chỗ tính toán thế nào. Bị lỗi ở đâu nhỉ? Tính toán này mệt đấy. Các bạn bình tĩnh nhá, đợi thầy dò lại cái chỗ mà tính toán bị lỗi. Căng. Hơi căng. Chỗ này tính toán nó hơi bị lỗi tí. Ở đây mình có xem nào. Ở đây mình quy đổi về HCOH nó là 12A. C3H8O3 nó là 4A. Thế thì nếu mà có lỗi thì chỉ bị lỗi ở cái tính carbon trung bình thôi. Carbon trung bình hỗn hợp này bằng 55. Hay nói khác là bảo toàn carbon cũng đúng thế, 55 nhân 4. Rồi, trừ đi
55 nhân 4 trừ đi 3 nhân 4 trừ đi 12 bằng, vẫn đúng là 196 mà. Thế mình lỗi ở đâu nhỉ? Kiểu gì mình cũng bị lỗi. Vấn đề là mình bị lỗi ở đâu rồi? Đúng không ạ? Mình lỗi ở đâu nhỉ? Mình lỗi ở đâu? C3H8O3. Ôi, lỗi ở đâu đó. Rồi. Quy đổi này không hay, nhưng thôi đằng nào cũng quy đổi rồi. Quy đổi này không hay các em ạ. Quy đổi này không hay, nhưng thôi cũng đằng nào cũng quy đổi rồi. Quy đổi này hơi to. Nếu mà để này phải có nước, chỗ này thầy quy đổi lỗi. Mình không nên quy đổi này đâu các em. Nếu này thầy bị thiếu nước. Nên là cái đoạn này nó bị sai là bởi vì là thiếu nước. Đây phải quy đổi thế này. Đây các bạn nhìn nhá, phải quy đổi này mới đúng. Chỗ này thầy vừa nãy thầy bị thiếu nước rồi. HCOO 3 lần C3H5 CH2 và H2, thế này mới ngon. Thế ở đây anh này là 4A, H2 này là B, CH2 bây giờ đi bảo toàn này. 55 nhân 4A trừ đi 3 cộng 3 là 6, 6 nhân 4A. Được chưa ạ? Ơ vẫn. Đây là 6 nhân 4, đúng rồi. 6 nhân 4, chính xác. Bây giờ là CH2 cộng vào đây. CH2 thêm vào gốc này. Thì chỗ anh này nó phải là chia cho số mol nhóm CH2 mà. Cho anh này là A. Anh này là A. Anh này là A. Thì đặt anh là 4A. Thì 4 nhân 6 bằng 24. Đúng rồi. Toàn bộ carbon của thằng E là bằng 55. Carbon trung bình thằng E là 55. Carbon trung bình thằng E là 55 thôi ạ. Không có nhân 4. Thế thì nó nhân 4 lên. Trung bình E này trừ đi 3 trừ đi 6. 55 trừ 6 thì bằng 49. Thế thì bây giờ mình có nên đặt không nhỉ? Bây giờ mình có nên đặt A. Mình không đặt A nữa, mình đặt X đi. Nhưng mà nó vẫn phải đúng chứ. À đây. Carbon trung bình này nếu thầy đặt nó là X thì các bạn để ý nha. Anh này đáng nhẽ phải là 55X, đúng không? Đặt lệch đi. Đây đáng nhẽ anh này, đáng nhẽ anh E này phải là 55X thì 55X này trừ đi này. 3 cộng 3 là 6, 55 trừ đi 6X còn 49X. Đấy thế này mới chuẩn. Y này, nó tách hai thằng khác nhau ra. Thì bây giờ cộng với lại hydro thì mình sẽ thu được HCOO 3 lần C3H5 X này và CH2 là 49X này. Hydro này là âm. Nên là khi cộng vào thì nó sẽ là triệt tiêu cho nhau. Đúng không ạ? Hydro này là âm. Nên là khi cộng vào nó sẽ triệt tiêu cho nhau. Triệt tiêu cho nhau vậy thì khối lượng ở đây là bằng 68,96. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ có 45 x 3 cộng 12 x 3 cộng 5 bằng 176X cộng với 49 x 14 bằng 686X thì bằng 69,96.
x bằng 176 cộng 686 bằng 69,96 chia n bằng số 1 vẫn lẻ nè. Nó không khó đâu, thầy đang bị lỗi một tí. Đang bị lỗi một tí đấy ạ. Thầy đang bị lỗi một tí. 68,96 nhá. Đây là 14 nhân với lại 49 nhá. Đúng 14 nhân 49 mà. 176 cộng với 14 nhân 49 bằng 862. À đây là 68,96. 68,96 ghi nhầm, số mon lẻ. 68,96 chia cho một đơn 176 cộng 686 bằng. Đây, 0,08. Anh này bằng 0,08. Được chưa? Anh này bằng 49 nhân 0,08. 3,92. Bây giờ là nếu đốt cháy hoàn toàn MgE thì chỉ cần 6,14 ngon oxy. Đây cộng với lại oxy 6,14 thì bọn này nó tạo thành là CO2 và radio. Mình bảo toàn carbon này, 3 cộng 3 là 6, 6 nhân 0,08 cộng với 3,92 nhân 1. Bằng 6 nhân 0,08 cộng 3,92 bằng 4,4. Bảo toàn oxy 6,14 trừ 4,4. 6 nhân 0,08 cộng 6,14 nhân 2 trừ đi 4,4 nhân 2 bằng 3,96. 2,3,6,6 nhân 0,08 này cộng với 6,14 nhân 2 này trừ đi 4,4 nhân 2 này. Rồi, bằng 3,96 này. Bút mực xanh này không phong thủy rồi. Bảo toàn hydro 3,96 nhân 2 này trừ đi này, 3 cộng 5 là 8 nhân 0,08 này trừ đi này, 2 nhân 3,92 này bằng này, chia 2 này bằng này 0,28. Vậy bảo toàn khối lượng 0,08 nhân mở ngoặc đơn 45 cộng 45 nhân 3 cộng 12 nhân 3 cộng 5 cộng 14 nhân 3,92. Đây là âm chứ. Trừ đi 0,28 nhân 2 bằng. Bấm kiểu gì? 0,08 nhân mở ngoặc đơn này. 45 nhân 3 cộng 12 nhân 3 cộng 5 này, đóng ngoặc đơn này. Cộng 3,92 nhân 14 này trừ 0,28 nhân 2 lại bằng 68,4. 68,4 á. Ui trời ơi. 68,4. Ok chưa? 68,4 đáp án đúng của chúng ta là đáp án này. Quá xịn. Nha. Quá xịn. Dã man thật. Quá dã man. Tiếp tục các em nhá. 39 ạ. Cho đá vôi. Câu 39. Cho đá vôi vào trong dịch axit acetic có khí bay ra là khí CO2. Đúng. Thủy phân xác môi trường axit chỉ thu được glu sai, glu và phốt. Loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng HCl. Đúng. Đun nóng tripalmitin với dịch NaOH thể xảy ra phản ứng thủy phân. Đúng. Trùng hợp axit tereptalic với ethylene glycol thu được sai, nó phải là trùng ngưng. Vậy A, C, D 3 phép biểu đúng. Ok chưa? Câu cuối cùng. Dẫn 0,2 mol hỗn hợp khí CO2 và hơi nước qua carbon đun nóng đỏ thu được 0,31 mol. Cái này là mình có một cái chiêu làm nhanh. Mình có là số mol carbon phản ứng. Số mol carbon phản ứng của chúng ta thì bằng là 0,31 trừ đi 0,2 thì bằng 0,11 các em nhá. Được chưa? Đến đây mình đi bảo toàn electron. Thì mình có là 4 lần số mol carbon phản ứng.
thì nó chính bằng là 2 lần số mol CO2 cộng, sorry, 2 lần số mol của CO cộng với 2 lần số mol H2. Đây là công thức giải nhanh. Ok chưa? Thì từ đó mình sẽ tìm được số mol của CO cộng với số mol của H2 nó bằng là 0,11 x 4 chia 2 là bằng 0,1 x 2 bằng 0,22. Ok chưa? Vậy mình tìm được số mol CO2 phản ứng bằng đây tổng số mol là 0,31 trừ đi 0,22 bằng 0,09. Được chưa? Mặt khác mình nhìn thấy này, số mol HCl này 0,05. Đúng không ạ? Số mol HCl bằng 0,05. Đây thì ghi rõ này. Số mol HCl bằng 0,05. Mà số mol khí CO2 này bằng có 0,01 thôi. Số mol HCl này lớn hơn 2 lần số mol CO2. Nên dẫn đến là dung dịch Y nó phải chứa H cộng dư. Được chưa? À đâu, sorry ạ. Lớn hơn nên Y phải chứa OH trừ dư chứ, thì mới cần H cộng vào để trung hòa. Và do Y chứa OH trừ dư nên suy ra Y không có HCO3 trừ. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được số mol của CO32 trừ phản ứng. Nó sẽ bằng là số mol CO2 bằng 0,1. 0,01. Ok chưa? Từ đó mình sẽ tìm được số mol HCl thì bằng 2 lần số mol CO32 trừ cộng với lại số mol OH trừ. Đúng chưa? Từ đó mình tìm được số mol OH trừ phản ứng. Nó bằng số mol H cộng, đây là bằng 0,05 trừ đi 2 nhân 0,01 thì bằng 0,03. Được chưa? Thế thì mình sẽ có là tỷ lệ là số mol CO32 trừ chia số mol OH trừ nó bằng là 0,01 chia 0,03 bằng 1 chia 3. Suy ra Y nó sẽ chứa hỗn hợp gồm Na cộng giữ nguyên này 0,15. Được chưa? CO32 trừ là A, OH trừ là 3A. Do Y chứa CO32 trừ nên nó sẽ không chứa Ba2 cộng. Và giờ mình đi bảo toàn điện tích thì mình sẽ có 0,15 trừ 2A trừ 3A bằng 0. Suy ra A bằng 0,15 chia 5 bằng 0,03. Đến đây mình đi bảo toàn carbon thì mình sẽ tìm được số mol của BaCO3 chính bằng 0,09 trừ A bằng 0,06. Hoàn toàn tìm được khối lượng của BaCO3 bằng 0,06 nhân 1/97, 11,82 gam. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án A. Kinh chưa? Đây là skill của thầy. Hôm nay thầy xin phép chữa cho ông ta full skill nha. Full skill, toàn skill hay. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy nhá. Buổi tới khóa học của thầy sẽ học sang bài điện hóa rất đặc biệt. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.